Gần comment rồi mọi người ơi. Em không thấy bình luận của khách nhở. Áo hôm sau 105 chị ơi. Bị ẩn comment rồi các chị ơi. Mọi người chia sẻ like chấm bài tương tác em với nhá. Chia sẻ like cho em đó bị ẩn comment đi ạ. Bị ẩn comment không đọc được. Còn bé ghi á, em đăng hết rồi. Đúng rồi chị ơi, HM hết hàng rồi chị ơi. Cảm ơn chị Vân Diệu nhá. Hôm nay áo, hôm nay nhiều áo, hôm nay em sẽ live chủ yếu là áo thun. Áo thun đổ bộ nha các chị nhá. Hôm nay em hơi mệt nên em chắc em chỉ live lúc thôi. Pyjama có chị ơi, có đổ bộ, có pyjama ở bộ 2 giây đấy. Quần jean em chỉ quần short thôi chị ơi. Để em check xem là nó có bị ẩn comment không nhá. Đọc được. Em không đọc được comment của khách luôn ấy, nó bị làm sao các chị ơi. Sóc bò chun á, hết rồi em ơi. Set áo trắng quần xanh, áo thì là 125, ghi là áo áo hoa trà cho em chị ơi. Quần là 120 nhưng mà quần chỉ còn size S thôi ạ. Hàng em quần em có nó lẻ size rồi đấy, Trung Quốc và tắc biên không về được hàng các chị ạ. Các chị chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá, đợt này like có bị ẩn ấy. Lắc em đeo các chị ghi là lắc LV đi ạ. Nó cũng là lắc tay tròn nhưng mà nó là hình LV. Quần chữ H em chỉ còn S thôi. Lắc đang đeo 101 chị ơi, bảo hành 15 nhá. Hôm nay chủ yếu online các chị đồ bộ. Đồ bộ quần với cả áo thun nhá. Mới gội đầu xong tóc xù quá, quay lại được không á. Coi cái gì chị ơi, mọi người chia sẻ like cho em với để đỡ bị ẩn comment nhá. Các chị đợt này Facebook nó bị bóp tương tác, ẩn comment dã man luôn. Đây cái bộ lụa đây các chị này, bộ 2 dây lụa đây, bộ cây dừa nhá. Đây đây là hình cây dừa, còn đây là hình BBR. Đấy, bộ này em ngoài em bán rồi, rất là đắt hàng. Hôm nay này lại về 129.000. Quần 3 cúc còn chị ơi, set áo trắng quần xanh bây giờ em lên đây chị. Các chị xem nó có ấy không? Ok chị Phạm Khánh Khôi rồi. Ẩn comment có bị ẩn không nữa. Cả set bao nhiêu, set nào chị ơi? Em đang bảo xem máy bị ẩn comment không. Trời ơi, tóc đợt này nó nhiều tóc con quá. Nhà em không trả lời tin nhắn đâu chị ơi. 43 cân vừa chị ơi. Cái này của em là cứ từ 42, 43 cân, 40 cân sợ hơi rộng. Cái này nó cũng, à mà có 43 cân nó khi vẫn hơi rộng. Bộ này em là hàng form đại mà. Tầm 45 cân trở lên may ra mặc được. Bộ này 129.000 nha các chị nhá. Chất đẹp lắm. Quần là quần 2 lớp này. Xịn hơn cả năm ngoái luôn, ngoái em bán nó chỉ một lớp, năm nay nó về hàng hai lớp, có túi quần các chị nhá. Túi quần. Bộ này các chị ghi là bộ 2 dây ạ. 129.000. Từ từ chị ơi, sơ mi xanh kia đấy, không phải sơ mi xanh đấy là áo sơ mi thun cổ sen. Em về đủ hàng, đủ màu rồi nhá. Áo nâu treo bên tay bèo, từ từ các chị bình tĩnh các mẫu. Áo nâu nè. Thôi từ từ từ, áo nâu đấy là áo trễ vai, áo trễ vai chị ơi, áo khoét vai. Đấy, con áo đấy của em là 185. Đây các chị lấy bộ này, các chị lên đơn là bộ lụa cho em 2 dây lụa 129.000. Bộ này em nhớ năm ngoái em bán là 140 hay 150 không nhớ lắm. Nhưng mà nó không đẹp bằng cái hàng này đâu. Các chị nhìn này. Chuẩn ảnh nhá.
Cái này của em là form to rộng là từ 45 cân đến 60 cân, chứ 40 cân mặc nó hơi rộng này. Bộ này không có size. Mặc đi ngủ mặc ở nhà siêu mát, em đã lấy hai bộ em mặc rồi. Đấy, cái này bộ em mặc bán từ năm ngoái. Bên trong lớp lót là có hai lớp này. Rất là dày dặn nha các chị, là ẩn comment không đọc được. Đấy, đoạn này lại kiểu nghi bị ẩn rồi này. Đấy em biết mà, áo mặc bao nhiêu? Áo mặc của em là 75.000, chất bình thường, không mỏng, không dày, cái là áo lưới đấy ạ. Ẩn bình luận thì không đọc được. Để em xem là lý do sao mà like nó cứ bị ẩn này nhở. Đúng bị ẩn comment không các chị? Áo mặc các chị ghi là áo lưới cho em đi. Áo mặc của em là nó kiểu chất nó lưới lưới, nhưng mà không mỏng đâu. Nói chung là em mặc không lộ đâu, các chị thấy em bị lộ. Mặc em chỉ mặc áo bên trong là 2 dây không lộ đâu. Áo hoàng gia em không like đâu, cái đấy hàng nhập đắt lắm, em không like đâu. Em chỉ có ai lấy em dơ cho xem thôi. Từ từ để em xem nữa. Cái này của em làm sao không đọc được. Không có nhảy bình luận đâu. Bộ ngủ 129, áo em mặc các chị ghi áo lưới đi ạ. Bộ này các chị ghi là bộ 2 dây, đừng ghi bộ ngủ. Chất này chất lụa mango mọi người ơi. À lụa satin, rất là mát nhá. Đấy, bèo. Cái này của em bao cân nặng dưới 62 cân. Nhà em không trả lời tin nhắn đâu các chị ơi. Mình đấy là em trường hợp gọi là em lúc nào em làm xong hết việc nhà em mới đầu trả tin nhắn. Tin nhắn các chị toàn hỏi, các chị có đặt hàng đâu, toàn hỏi nên là em chỉ chốt live stream thôi, đặt hàng. Tóm lại là cứ nghe máy rằng có đơn, còn nếu mà tin nhắn thì em trả lời rất là lâu. Nên các chị đừng trông chờ trả lời tin nhắn trả lời rất là lâu, em cũng sốt ruột lắm ấy, nhưng mà nhà em không có để gọi là thuê thêm người chỉ đặt trả lời tin nhắn, nó không đủ tiền lương mà trả cho nhân viên luôn ấy. Nên em sẽ không trả lời tin nhắn thường xuyên đâu các chị ơi. Hôm nay like ngày kia nhà em mới trả lời tin nhắn. Nhiều khi trả lời song toàn bị kiểu trùng đơn ấy. Nên gửi hai lần khách cứ hoàn về tiền hoàn của em về không bỏ tiền lãi luôn. Đây bộ này 129.000 các chị ơi. Bộ 129 nhá. Đây là bộ cây dừa trắng này. Đây quần này, có túi nha các chị nhá, dưới 62 cân. Có 3 màu chị ơi. Đây là cây dừa trắng này. Áo mặc các chị lên đơn là áo lưới không kèm tang nhá. Áo lưới của em là 75.000 nha các chị nhá, áo em mặc là 75. Đây, cây dừa trắng, đây là cây dừa đen cho em. Đây là cây dừa đen. Đẹp lắm các chị ơi. Mùa hè mặc siêu mát luôn, cái bộ này đi ra ngoài mặc đều được hết. Nó không mấy luột luôn ấy. Ok, chị Nhung Đỗ nhá, áo vest còn. Gọi không nghe máy, nhà em gọi hết rồi, có con các bà không nghe máy. Các chị không tin mà inbox em chụp cái lớp cuộc gọi nhưng mà xem. Gọi thậm chí gọi hai cuộc rồi không nghe, vẫn cứ bảo là không thấy gọi điện, gọi cuộc thứ ba bắt đầu mới nghe. Nên là em sẽ không ấy đâu với các chị, nói chung không có thời gian đâu. Đấy nhân viên nó vẫn làm online, nó vẫn học online, nó chưa lên trường. Em tuyển nhân viên rất là khó nên các chị mình chú ý để ý điện thoại, nghe máy đặt hàng trên live stream đi. Tin nhắn trích rất là lâu, cần thiết các chị gọi trực tiếp, đừng cứ chấm chấm với cả phẩy phẩy, không ai đọc đâu các chị ơi. Bây giờ shop nào cũng thế, người ta sẽ cái không trả tin nhắn là không ngày xưa rồi, chỉ là đặt hàng live stream và chốt đơn thôi. Áo mặc của em là dưới tầm 58 cân nhá. 129.000 chị Trang Anh ơi. Ẩn bình luận lắm không đọc được các chị ơi. Chia sẻ live stream hộ em với để nó bị ẩn comment các chị nhá. Đây bộ lụa đây. À bộ cây dừa, gọi là bộ cây dừa đen nhá. Đây cái mặt trước nó dập đi như này. Đây là bộ cây dừa chị ơi, 129.000 dưới 62 cân. 45 cân đến 62 cân là các chị vừa nhá. Áo em mặc các chị ghi là áo lưới, em sẽ bảng màu nhá. Áo em mặc các chị ghi áo lưới cho em. Áo lưới cho em nhá. Có hai màu. Áo lưới Fendi có hai màu, là màu be với cả màu em mặc là màu nâu. Cái này không mỏng đâu. Đây các chị nhìn này, em thò tay vào các chị nhìn thấy tay của em không? Nó chung là nó là vải lưới, nhưng mà nó không phải cái thuộc cái dạng mỏng dính đâu các chị nhìn này. Đây nhá, tay của em đây các chị thò có nhìn thấy bàn tay của em đâu. Này. Đây nhá. Đấy nó khá là dày dặn. 75.000 áo đang mặc. Ok, Hoàng Khang xanh bèo kia 140, chị ơi áo mặc là 75.000. Quần em mặc 130 nhưng mà quần em mặc nó chỉ còn size L thôi. Quần em mặc chỉ còn một cái S một cái L. Quần này em bán ở shop thôi, em không có bán live vì quần này nó khó ấy lắm. Ok rồi nhá, mai sẽ gọi nhưng các chị phải nghe điện thoại. Phải nghe điện thoại đó là cái điều tối thiểu nhá, phải nghe máy. Đấy, còn nhắn tin đừng gọi em ơi, chị có mấy cái mẫu gửi tin nhắn em vào xem mẫu chị nhà em không xem được đâu. Thế các chị chốt đơn muốn nhanh nhất là các chị nhớ mã. Thế xong bắt đầu là cái là ghi một tờ giấy gì đó, xong lúc mà nhân viên hỏi lấy mã gì các chị cứ thấy là các chị đọc mã thôi. Áo lưới Fendi em mặc đó là màu, em mặc là màu nâu. Và đây của em là màu be nhá. Con này của em là hàng nó có giãn là tầm 58 cân. Đây các chị nhìn này, nó rất là giãn 58 cân quay đầu. Em bây giờ em 53 cân rồi, 54 cân rồi, em béo hơn rồi. Không giảm cân được, càng ngày càng béo. Xét áo trắng đằng sau rồi chị lên, rồi em lên bây giờ chị ơi. Ok, Đinh Thu Nga áo lưới mặc không phải màu ghi.
Màu em mặc là màu nâu và đây của em là màu be nhá. Áo lưới Fendi 75.000. Hôm nay rất là nhiều hàng áo mà các chị mặc áo kiểu các chị mặc ấy. Đây bộ 2 dây đây em chỉ có, em đang sẵn 3 màu này, cái màu kia em lại bán mất rồi. Không có mẫu để like. Đây. Mặt trước của nó đây, mặt trước của nó là đường dập ly như này này các chị này. Bộ em bán từ năm ngoái rồi, chị nào mình chưa mua thì các chị chưa biết thôi, em bán từ năm ngoái rồi. Bộ này của em là 129.000 các chị nhá. 129.000 là bộ cây dừa. Bộ cây dừa đây là bộ cây dừa đen, kia là bộ cây dừa trắng. Ok, hiền rồi nhá. Áo hoàng gia chị không mặc đâu, Thanh Trâm ơi đừng có hỏi chị nhiều thế làm gì. Chị dơ thôi chứ không mặc đâu. Chị livestream cái nào mà săn số lượng nhiều chị mới mặc, chứ còn bộ áo đấy có mỗi màu một chiếc em chị mặc làm sao được. Hết hàng rồi, có mỗi màu một chiếc mặc lên bây giờ ai chốt ai được chốt, ai được không, ai không chốt được bây giờ nên là nó rất là khó. Cái nào có sẵn số lượng nhiều em mới like. Đây các chị ơi, inbox những cái mặt hàng mà em không like thì inbox để em đặt hàng, em order riêng nhá, chứ không phải là cái nào cũng sẽ like hết đâu. Đây là cây dừa trắng và đây là BBR nhá. Bộ cây dừa kẻ đi. À quên, bộ 2 dây kẻ, 2 dây cây dừa trắng, 2 dây cây dừa đen và bộ 2 dây kẻ. Mặc siêu mát luôn, con này của em bầu mặc được nhá. Cái bộ này của em thì form khá là rộng nên là tầm 45 cân trở lên mặc vừa, nếu không thì mặc sẽ bị rộng đấy. Bộ này rất là rộng. Đấy, 129.000 con bộ này em bán từ năm ngoái, hot lắm. Ẩn hết bình luận rồi. Chán quá. Chị Nguyễn Ánh ơi, em không chốt đơn chị đâu chị ơi. Cứ cho số làm gì, chốt mãi có được một đơn hàng đâu. Chuyển khoản mãi mà nhân viên thì em nó chốt đơn chị lâu dã man luôn ý. 190 em ơi, mấy hôm rồi nếu mà không chị không chốt nhanh thì em chuyển khoản giả chị cọc ấy, em không chốt được đâu. Cái áo hoàng gia đi, chốt thì chốt luôn em ơi, chị không mặc thử đâu. Làm gì có hàng đâu mà mặc thử mặc bây giờ. Không còn kẻ BBR 2 dây là cái gì chị ơi, hôm nay em like cái nào các chị chốt cái đấy thôi nhá. Đây, áo hoàng gia đây nhưng mà em cứ đặt thôi chứ chị không mặc đâu. Bây giờ còn mỗi màu một chiếc thôi em ơi. Mình còn 3 chiếc hay sao ấy. Đây nhá, cái này chị không có live stream bởi vì nhập khá là cao. Đấy, và cái này không phải là cái mẫu em, cũng không phải mẫu em mừng, em cứ đăng mẫu lên cho các chị thích, các chị đặt thì em lấy về em gửi thôi. Chị em không có like đâu, nhập rất là đắt. Rồi em qua mẫu nhá. Đây lên con áo hoa trà đây, mã mới đấy ạ. Áo hoa trà nha, em mới về 129.000 nhá. Ẩn hết bình luận không đọc được các chị ơi. Đấy cứ đặt thôi. Bây giờ các chị mà đợi em like, không phải cái gì cũng like đâu. Bộ dập ly về rồi, chị Huyền Sinh ơi. Ok, Mai Ly nhá. Bộ áo hoàng gia này của em là 190. Chất liệu là vải lụa đấy các chị nhìn cận chất này. Em không like đâu, bây giờ là hết hàng rồi. Hàng Quảng Châu nó không về được hàng ấy các chị ơi. Các chị biết tình trạng tắc biên ở Quảng Châu đấy ạ. Nó dịch dã, nó bên đấy làm căng lắm. Đây các chị ơi. Đây mọi người nhìn cận chất, nhìn kỹ của em này, mọi người đặt nhá, không đến lúc mà lại bảo là hàng ảnh các thứ, ảnh ảo nhá. Đây các chị nhá. Đấy, em chỉ dơ thôi, em không mặc đâu. Đây các chị ơi. 190 nhá, áo hoàng gia 2 size SM. Còn ít lắm nên không like đâu. Đây là like lên thì không biết chốt cho ai luôn ấy. Rồi em qua mẫu. Rồi chị ơi, nhưng mà chốt đơn nó chị toàn nhớ khi chị để lâu quá hết hàng ấy. Áo em mặc em là chất ok, Mai Ly nhá. Áo em mặc nó chất lưới, chị ơi ghi là áo lưới nhá. Thun nhún có ok, Phương Nga nhá. Áo lưới em mặc là 75.000 thôi, em qua mẫu nhá. Áo em mặc là 75. Em hôm nay có mấy mã xinh lắm. Em lên áo mấy con áo thun. Hôm nay nhà em chỉ đa số là bán áo thun. Đây, áo này của em form nó là form dài như này. Đây, form dài này các chị nhá, mặc đi làm được, cái này không hề mỏng nhá. Mặc nó là vải lưới, mặc mùa hè rất là thoáng đấy. Rất là thoáng, rất là mát. Đây, em lên con áo này các chị nhá, mình thích con áo này không ạ? Con áo này của em các chị ghi là áo hoa trà. Con này đang rất là hot, chất liệu là vải thô lụa. Em xem mọi người trên live giá 129.000. 129.000 nhá, hàng trong chợ giá buôn rồi, đã hàng bằng giá bán lẻ luôn rồi, em không nói điêu luôn. Các chị vào xong xóm 6 các chị hỏi mà xem. Y hệt tem mát luôn nhá. Giá buôn nữa là hàng 13, 14, thậm chí có nhà 15 ấy. Đây các chị nhá. Hoa trà tặng kèm nó là ghim măng, các chị có thể mình tháo được. Đấy, con này của em là có màu cam này, có màu be này, màu xanh. Và cái màu em treo kia là màu trắng. Áo hoa trà này của em là sale các chị trên live giá là 129 nhá. Ẩn bình luận không đọc được bình luận đâu các chị. Mình có thể mình không để em trả lời các chị mình ấy thôi em nhá. Ok, Hồng Diệp nhá. Nhân viên em có báo là chị chuyển tiền rồi, nhưng mà chốt đơn lâu lắm chị ơi. Chốt đơn những chị mua kiểu chốt mãi được một đơn nên lúc mà em chốt xong lại hết hàng ấy. Thôi em chuyển khoản lại cọc, nếu mà không chốt nhanh là trong ngày mai không chốt xong em chuyển khoản lại cho chị giả cọc nhá. Chứ thật ra là cọc nhận tiền cọc các chị mà, đến lúc mà hết hàng các chị cứ trách ý. Bây giờ chốt mãi không hết được một đơn. Rồi, áo lưới em mặc là 75.000 các chị lên đơn đi. Áo em mặc là 75 các chị ghi là áo lưới Fendi đậm. À Fendi nâu hoặc Fendi be nhá. Đây. Đấy, không hề mỏng, các chị yên tâm, kể cả màu be không hề mỏng luôn. Áo này mặc đẹp lắm. Đấy, 75.000 thôi. Đây, em có một con áo này các chị cũng 75.000 này. Hôm nay đợt này toàn hàng đẹp luôn. Áo hồng phía sau 105 chị ơi. Chị Thủy Lê đừng vào bình luận của em làm gì. Chị bom hàng của em, chị còn vào chấm bài làm cái gì. Đặt cái áo cổ sen kia có nhận hàng đâu. Kể cả các chị mua một lần
hoặc nhiều lần, nhưng mà bom nhà em đúng một lần là từ lần sau em sẽ không bao giờ bán hàng đâu. Những chị nào từng bom hàng em đừng có vào like của em làm gì mất thời gian đâu. Đây các chị nhá, con này các chị ghi là áo vai nhún nhỉ, áo vai nhún, áo thun thun à thun thun gì nhỉ, con này em là 75.000 nhá, cũng là mã mới 75.000. Lên số cho em đi các chị nhá. Em nói trước nhá, chị nào không biết là đã mua bao lần hay đã biết là khách quen hay khách mới đấy, đã bom hàng em đúng một lần thôi, là duy nhất một lần thôi, từ lần sau em không phải em bán hàng cho nữa đâu. Đấy, những chị nào em kể cả khách quen em mua từ năm ngoái năm nay đấy, vẫn bị hoàn đơn về là em sẽ không mời em bán hàng nữa. Lý do không biết lý do nào mà kể cả mua bao lần đi nữa. Bom đã chỉ biết bom là bom thôi. Không biết là bom mấy lần, cứ một lần à, không biết là mua bao nhiêu năm hay là mua mấy lần. Cứ bom nhà em một lần là không mời em bán hàng nữa đâu. Ok chị Hồng Thu nhá. Áo hoa trà em là 129 2 size SM dưới 60 cân. Không, chị nó thật là tính chị rất là thẳng. Chị đã nhắn tin đoàng hoàng tử tế là chị ơi sao không liên hệ được với chị hay gì đấy. Chị đến thoại giúp em nhận hàng, em còn liên hệ khách, nói chung em liên hệ, em phải hỏi lý do làm sao không nhận hàng mà thậm chí không thèm phản hồi cơ. Đấy, giả sử như có lý do thuyết phục cơ thì không sao, nhưng mà đây không thèm trả lời tin nhắn, không thèm phản hồi luôn. Cứ mồm nói ừ mai chị nhận, cái cuộc shipper gọi có nghe quái đâu. Đây các chị nhá, áo này các chị ghi là áo thun, cũng là áo lưới nhá, nhưng mà nó sẽ kiểu nhún vai này các chị này. Em cũng xem mọi người giá 75 nhá. Có hình em mặc là hình chữ nhỏ này, đây là hình chữ to nâu này, chữ to be này. 75.000 nhá. 75.000, hôm nay toàn hàng mấy chục thôi. 75.000 nhá. Đấy, thế chị nị. Em không chửi cho thôi, đừng để em cáu thật. Mấy bà ấy cứ đặt như đúng rồi, mua được 1-2 lần xong cứ tưởng là em đã tin tưởng khách quen rồi mà để hàng nó hoàn về. Mà nhắn tin không thèm trả lời, không gọi, không thèm nghe mà để mà hỏi xem lý do làm sao mà lại hoàn hàng của em về, không thèm nghe cơ. Từ lần sau tốt nhất các chị đừng có vào xem like của em làm gì nữa. Đây các chị nhá, áo này các chị ghi mã hàng là áo nhún vai cho em, áo thun nhún vai 75.000. Em mặc nó là hình chữ nhỏ này, cái này của em là dưới 57 cân nhá. Đây là hình hình ô vuông nhá. Đấy, đây là hình chữ to màu be, 75.000 thôi ạ. Nó đang bị ẩn comment không đọc được bình luận đâu. Ok chị nhá, 75.000. Ghi là áo nhún vai đi ạ. Áo lưới nó là áo Fendi rồi, nhưng đây là áo nhún vai nhá. Em lể, có nhiều chị á mua hàng mua hàng trả ship không sao, nhưng mà em bán nó rồi, nhưng mà kiểu kể cả các chị thanh toán tiền ship thì may ra còn được, nhưng mà các chị kiểu bom hẳn ấy, kiểu không thèm nghe máy, không thèm nhắn tin, không thèm trả lời ấy. Vẫn còn vào đấy chấm hóng, bây giờ chấm tương tác đấy, chịu luôn. Đây đấy, áo nhún vai cho em nhá. Đây là Fendi này, áo nhún vai Fendi 75.000. Đây là nhún vai chữ nhỏ, nhún vai chữ to, nhún vai chữ to nhá. Các chị mặc lệch bên nào cũng được. Nhún vai ô vuông này, em mặc thử con ô vuông nhá. Cái này mặc nó rất là điệu nhá, đơn giản, 75.000 thôi. Và chất nó là vải lưới rất là thoáng. Tang 49.000 vòng tay còn chị ơi. Áo nhún vai, các chị ghi là áo nhún vai chứ đừng ghi là áo lưới. Áo lưới này nó là dạng tay bồng thôi, các chị ghi là áo lưới tay bồng này. Cái này các chị ghi là tay bồng Fendi đi, áo lưới tay bồng Fendi này. Nó là áo lưới, tất cả đều là áo lưới hết, nhưng mà em đặt cái mã này gọi là áo lưới, còn áo lưới đi. Thôi gọi thêm chữ áo lưới TB, áo lưới tay bồng đi. Vết tắt của tay bồng cho nó đỡ nhầm sang cái mã này. Đây cũng là lưới đấy các chị nhá. Nó nhiều khi nó cùng màu các chị nhầm ấy. Đây. Đây, áo lưới đây là tay nó sẽ bồng bồng, còn em mặc nó sẽ kiểu nhún nhún vai như này. Đấy, xong bên này nó sẽ bình thường. Có 75.000 thôi các chị ơi, mặc rất là mát nhá. Có thun nhún có bạn ơi. Ok rồi chị Hiền Lương, cứ lên số điện thoại có đơn, không đọc bình luận ở đâu các chị ơi, mình cứ lên mã kèm số điện thoại là có đơn nhá. Em mặc là chữ nhỏ nhá, cái tang em bán là 49.000 tang đá. Sóc bò nào, hôm nay chị không like sóc bò em ơi, sóc bò này đợt này Trung Quốc có về nó không về được hàng. Nên là lấy hàng nó toàn còn lẻ sai thôi. Nó chỉ còn mỗi S, còn mỗi M hoặc là gì đấy thôi. Chứ nó không có về đủ sai được, nên chị like nó khó lắm. Rồi nhá, em mặc thử một con này, em mặc lệch bên vai là các chị biết là mình mặc hai kiểu nhá. Đấy, lệch bên này cũng được, mà lệch bên kia cũng được, các chị thích lệch bên nào là 75.000 thôi ạ. 75.000 em bán đầu like tương tác nhá. Hôm nay em chắc em like nghỉ sớm đấy. Thế các chị mình chốt đơn sớm cho em. Đây. Con này của em là 53 cân 54 cân rồi đấy, em bị béo ở phần trên. Người em đợt này nó cứ bị tăng cân đi, bụng cũng phải mặc size L ấy, vừa đây quần mặc size L này. Đấy các chị nhá, tầm 57 cân là các chị mặc vừa nhá. Hàng này hàng co giãn. Đấy, 75.000 một áo thôi. Đấy các chị mặc rất là xinh luôn, tiểu thư nhá. Đây cái này vai nhún. Đấy 75.000 thôi ạ. Em mặc các chị ghi là ô vuông, nhún vai ô vuông. Bộ lụa 2 dây cái đấy em hôm nay em chưa kịp lấy về, áo phông mới về đi. Ok rồi các chị ơi. Nên số điện thoại có đơn, quần bò loe gen còn chị ơi. Bò loe gen của em là 160. Đây. Em mặc đây các chị, em mặc đây, em đang mặc ngược đấy ạ, cái mác này này.
Nhưng các chị mặc được hai kiểu, tức là ai có vết sẹo ở bên này hay các chị muốn nhú bên nào các chị tự mặc bên đấy. Lắc tay này, lắc tay titan này là 101 chị ơi. Đấy, ok rồi chị ơi, đây là nhún vai ô vuông nhá. Đây là mà các chị mặc lệch bên vai phải. Còn nếu không các chị mặc lệch vai trái nó cũng sẽ ngược lại thôi. Nói chung mặc được hai kiểu. Mặc được hai bên. Đây, nếu mà lệch vai trái mặc ngược lại 75.000 một cái, em lên con áo gáp nhá. Áo gáp này em sale trên live mọi người giá là 40 bao nhiêu nhở, tự nhiên nói đang là em quên rồi. Đây nhún vai đây. Đây con này của em là em đang mặc bên này nhá. Dây chuyền đang đeo của em là 49.000. Đây con này nó rất là dễ mặc đồ, các chị mặc quần sóc cho em. Đẹp mà. 75.000 thôi, rất là rẻ. Đấy, 75.000 thôi các chị ơi. Ok, nhún vai chữ to. Em mặc là nhún vai ô vuông. Đây là chữ to này. Đây là Fendi này, đây là nhún vai nhá, chị nhá, 75.000, nhún vai Fendi. Dưới 57 cân các chị mặc đẹp, đây là chữ nhỏ này. Chất đẹp lắm các chị ơi, chất nó vải lưới mà không sợ mỏng đâu. Đây là chữ nhỏ các chị nhá, 75.000. Còn đây là áo lưới tay bồng. Em mặc là áo nhún vai, đây là áo lưới tay bồng cho em nhá, áo lưới tay bồng Fendi màu nâu. Và đây của em là Fendi màu be các chị nhá. Rồi em qua mã nhanh, mê like nhanh thôi. À đây nữa, đây là chữ to màu nâu và chữ màu be này. Đây. Áo nhún vai mọi người chốt đi, 75.000 nhá, số lượng ít, bán câu đầu like, câu view thôi. Áo mặc vừa đấy là các chị 75.000, các chị ghi là áo em mặc, các chị ghi là áo nhún vai nhá, 75.000. Chị nào mình thích đẹp các chị cài thêm một cái tang áo cho nó điệu nhá. Cài thêm cái tang áo ngực này hay các chị cài chỗ này này. Đấy, cho nó có điểm nhấn để cho nó nhìn nó điệu đẹp hơn ấy. 75.000 áo đang mặc các chị ơi, dưới 57 cân nhá. Dưới 57 cân là vừa. 75.000. Em qua mẫu này. Đây. Hôm nay có con áo này các chị xinh này, áo là đẹp này. Đây, đấy các chị ghi là áo rút sườn đi. Áo rút sườn, con áo này xinh quá luôn các chị ơi. Con này của em nhá, chất thun tăm siêu co giãn luôn. Em mặc thử màu hồng nhá. Con áo rút sườn này của em là sale các chị trên line là 85.000. Rút sườn 85.000. Chất nó là chất ấy, mặc xinh lắm. Đây hai bên nó rúm này. Ok, Nguyễn Nga nhá, 75.000 áo vừa mặc thôi ạ. Nó hơi bị ẩn comment các chị ơi. Cảm ơn chị Tuyết Mai nhá. Quần legging có, em có quần legging. Quần legging đây có một lô đây, nhưng mà hãng chỉ có hàng đẹp thôi, hàng đẹp 119 thôi. Con này các chị ghi là áo rút sườn cho em, hai bên nó rúm sườn. Em hơi mập nên em mặc màu khác cho nó đỡ béo nhá. Cái màu hồng này tông sáng, tức là các chị mình gầy các chị chọn những màu tông sáng. Còn chị nào mình béo béo người đậm người như em thì đợt này em béo lắm. Ai cũng bảo béo hơn trước bao nhiêu các chị nhìn. Béo lắm. Thì em sẽ chọn những cái tông màu tối. Đây, cái này nó kiểu tay hến nhá. Xong nó hai bên nó rút sườn như này. Chất này là chất thun tăm rất là co giãn, 85.000 nhá các chị ơi, áo rút sườn. Ok các chị Nguyễn Thủy, ok các chị đặt hàng lên số Nguyễn Nga chốt đơn nhá. Áo nhún vai là 75, đấy các chị mới vào xem sau các chị mình đặt lại cho em. Hôm nay em like nhanh đấy, em chỉ like tầm nói chung là hôm nay em hơi đau đầu nên em không like được lâu ấy. Đây các chị nhá. Nhá các chị đặt hàng nhanh nhá. Đây, 75.000. Đây là áo nhún vai chữ to màu be. Đây là ô vuông. Hàng này siêu co giãn và chất vải lưới rất là thoáng, rất là thông hơi nhá. Các chị mặc không hề bị nóng tí gì luôn. Đây. Nó có độ co giãn nha các chị ơi, có độ co giãn. Đấy, tầm 57 cân, 56 57 cân. 75.000 một cái thôi, rất là rẻ, 75.000 các chị nhá. Đây. Đấy. 75.000 thôi ạ. Đây chữ nhỏ, có hình chữ nhỏ xinh này, để các chị mình chốt lại đi. Mặc được hai kiểu, mặc nhún bên nào cũng được. Nó rúm nó tạo kiểu rúm vào vai nhìn rất là xinh. 75.000 nha các chị nhá, dưới 57 cân. 75.000. Đây, con này là con chữ to màu nâu này. Đấy, 75.000 mặc được hai kiểu nha mọi người, rất là xinh. Đây là Fendi. Áo nhún vai Fendi. Rồi nhá, em qua mẫu. Ẩn bình luận không đọc được các chị ơi, sóc trắng phía sau còn nâu không? Em hết nâu rồi. Của legging có nhá, áo bi lưới khổ ren trắng đi, áo đấy thì để hết bình luận rồi. Ok rồi. Chị ơi áo bi lưới của em còn. Áo bi lưới của em là hàng 22 nhá chị yêu nhá. Đây mặc các chị sang cái màu nâu, màu rêu cho đỡ béo. Đợt này em hơi tăng cân các chị thông cảm. Thật ra cái áo này rất là giãn. Nếu mà các chị mình không ngại mặc bị ôm, các chị mặc 60 cân thoải mái vừa. Nhưng mà nếu mà chị nào gầy mặc đẹp hơn, giống như mẫu mặc nó chỉ có 45 cân ấy. Nó mặc nó có độ rộng ấy, nhìn nó thụng thụng nó đẹp hơn ấy. Nhưng mà em đợt này em bị tăng cân quá, mặc lên nó cứ bị kiểu bị béo, bị bó ấy. Đây. Nhưng mà nó cũng không hề bó quá đâu. Thì nó kiểu như một con áo thun ôm thôi. Cái gì đây? Rồi. Đây, áo rút sườn các chị ơi. Nó là dạng cổ tim như thế này. Đấy, xong rồi tay nó là tay hến như này các chị nhá. Hai bên nó có rút sườn. Xem mọi người giá là 85.000. Sau vải cạp cao tí nữa.
đi chứ em không rõ nhân viên nó làm đơn em không rõ ấy chị ơi. Áo xanh phía sau có size SM chị ơi. Và gặp cao tím lên cho. Ok chị Dung Vũ này. Các chị cứ lên số là có đơn nhá. Áo mà các chị lên đơn cho em mã hàng là áo rút sườn đi ạ. Chất thun tăm rất là đẹp. Con này ưng nhất là chất vải. Đấy, ưng nhất chất vải chị nào người gầy mặc nó sẽ thụng thụng đẹp lắm. Còn nếu mà những chị nào người động người như em mặc nó sẽ kiểu ôm vào người nhưng mà nó cũng không hề xấu đâu các chị nhá. Ôm nhưng mà nó đẹp theo kiểu ôm nó như kiểu con áo cổ tim ấy. Đây. Đẹp lắm các chị ơi, màu đen này, màu đen mặc siêu gọn người luôn. Rút sườn này rút sườn có em màu 85.000 nhá, có màu đen này. Màu rêu các chị ơi. Đây, cái form áo đây ạ. 85.000 một áo nhá. Con này mặc kiểu dáng ôm nhưng mà chị nào mình gầy thì nó sẽ kiểu thành rộng. Bộ em sau tím lên, bò lè gen ok chị Thanh Trâm nhá. Chị Dung với cho đợt bộ sau treo ở ghế á. À. Các chị tính đi, bộ này bộ dập ly chị ơi. 170. Em đang sẵn 3 màu này. Bộ dập ly các chị ơi cũng là bộ ngủ đấy. À mà không, không phải ngủ kiểu mặc đi biển đấy. Nhưng mà cái này mặc ở nhà cũng được. Bộ dập ly này của em là 170.000 nhá. Có dây tăng đơ điều chỉnh dài ngắn. Đây có màu xanh lá cây này, màu đen này, màu cam các chị nhá. Cái này các chị ghi mã hàng là bộ dập ly cho em. Đây, áo 2 tầng này. Quần dập ly nó có 2 lớp luôn các chị ơi. Quần nó có 2 lớp luôn, rất là dày dặn, bộ dập ly ạ. Dập ly màu xanh này, dập ly màu đen và dập ly màu cam. 170 hàng loại 1 các chị nhá. Hàng dập ly loại 1 vải voan, không chơi hệ cái kiểu vải dập ly nhái đâu. Thì các chị mình cứ chốt cho em lên số điện thoại có đơn. Em lên nốt cái mã này, em sẽ qua mã lên con áo gáp cho các chị. Ok, link rồi nhá. Nhún vai Fendi chị như trên số đấy ạ. Bộ mặc nhà có, chị áo cưới em xin số chị ơi. Đây ạ. Rút sườn mặc đẹp lắm các chị ơi, đây, bộ mặc nhà có bộ này. Bộ dây mới, bộ này em bán từ năm ngoái rồi, thật ra không phải mã mới nhưng mà cái mã này em bán từ năm ngoái các chị, thật là chị đã mua chưa? Mọi người đã mua đã biết cái bộ này đẹp như nào rồi nhá. Đây. Đấy, bộ này các chị là bộ cây dừa, bộ lụa 2 dây cây dừa trắng này. Sale mọi người giá là 129.000 thôi. 129.000 đây. Đấy, cây dừa trắng có đăng ảnh mẫu rồi các chị ơi, 45 cân đến 62 cân nhá. Màu đen này, hàng freestyle, cái này dễ mặc lắm. Đây, màu kẻ này. Cái bộ cây dừa này của em là 129 nhá. Đây áo rút sườn em có màu đen, màu rêu, màu hồng này. Bộ mặc đẹp lắm, chị nào người gầy gầy mặc rất là xinh. Em là em 53 cân rồi, em tầm 55 cân có khi có được lên 55 cân ấy. Chân váy bò dài hết rồi điệp xuân thôi. Màu trắng các chị nhá, màu trắng. Cái lúc mà có hàng không đặt sớm. Nhà chị hết hàng nhanh lắm, đợt này Trung Quốc có tắc biên không về được hàng đâu các chị ơi. Đây. Đây là màu be nhá, rút sườn 85.000. Màu nâu này. Rút sườn các chị ơi, chất liệu vải thun tăm siêu co giãn, siêu đẹp luôn. Con này đẹp nhất là chất vải. Đấy, kiểu dáng thì nó hơi ôm ôm nên là chị nào một người nhỏ thì may ra mặc nó đẹp. Còn nếu mà như em mặc nó sẽ bị ôm. Màu vàng. Áo rút sườn ạ. Sao được đây đấy quá. Áo rút sườn cho em. Rồi qua mẫu các chị ơi, rút sườn 85. Gì đi ăn cưới không, ăn cưới chỉ mặc đồ bộ à, mặc kết hợp áo với áo kiểu chân váy thôi. Ok, Hà Duyên nhá. Ok, Đặng Vân. Có ngố bò có, em có ngố bò đen. Phương Xì Chum á. Chị ơi, quần chị đặt là quần gì nhỉ? Em không nhớ luôn ấy. Áo hồng phía sau á, áo hồng phía sau 105 chị ơi, 105. Các chị ghi mã hàng này, ghi mã áo trễ vai ngắn. À không, thôi cô ghi là trễ vai lụa đi. Tại vì là em có hai loại trễ vai lụa. Đây là trễ vai lụa suông và đây là trễ vai lụa bo chun. Em cái hàng hồng đằng sau đó là hàng bo chun này các chị này. 105.000 nhá mọi người, 105. Cái hàng này em vẫn đang bán này. Thì các chị ghi là trễ vai lụa suông. Còn đây là trễ vai lụa bo chun nhá. Trễ vai lụa bo chun. Con này của em là 105.000 thôi các chị ơi. 105 nhá. Con này rất là xinh, có màu hồng. Màu hồng có ít lắm, màu hồng kia chỉ có độ khoảng tầm 5 cái thôi. Còn những màu này có số lượng nhiều. Trễ vai bo chun này của em là 105 nhá. Rồi em qua mẫu nhá, các chị lên nhanh mấy mã này em sẽ lên một con áo trễ vai cho. Các chị thích áo gáp không? Ok, chị Vi Fan. Áo rút sườn đây chị ơi, 75.000. À quên, 85.000. Rút sườn đẹp lắm chị ơi. Đây. Chất đó là chất liệu vải thun tăm mọi người, co giãn mặc rất là sướng. Đấy. Bao nhiêu nhỉ? Cái gì nhỉ? 85.000 thôi chị ơi. Rút sườn 85 nhá. Đây lên các chị con áo này, áo cúc này. Áo này của em thì thôi em cũng xả các chị 85 luôn. Đấy là 89 đấy. tại vì là xem lại like thì để nhiều khi hết hàng ý Điệp Xuân ạ. Đợt này Trung Quốc nó tắc biên lắm em ơi, không về được hàng ấy. Đây em có con áo này cho các chị đẹp này, giờ để béo quá. Người em bảo em mặc đồ em thấy chán quá, cứ mặc lên người nó kiểu bị tăng cân, mặc đồ nó cứ bị béo béo ấy, nhìn trọng nhìn lại lại ai bảo là nhìn béo hơn trước nhiều. Đây các chị nhá, áo này các chị ghi là áo thun cúc cho em 85.000. Chị ơi cứ lên số điện thoại là có đơn, chị bi xinh rồi, em đang bị ẩn comment không đọc được các chị ơi. Trễ vai kia là ghi là trễ vai bo chun 105.000.
Các chị nhá, 105 thôi, chứ thật rất là rẻ. Mà hàng đẹp lắm, các chị không có áo xanh mới cầm lên. Tất cả này đồng giá hết 105. Đây là trễ vai bo chun nhá. Còn cái kia là trễ vai suông. Tại vì là trễ vai lụa bo chun hoặc váy là suông. Bảng màu thì nó sẽ là màu như này, chuẩn này. Xanh này, màu hồng thì nó chỉ có loại này mới có màu hồng thôi. Xanh này, đỏ này, cam này, đen này. À, với cái màu, đây với màu này nữa, màu xanh cổ vịt nữa em nhá. Con này của chị là 105.000, 105. Áo mặc các chị ghi là áo thun cúc ạ, 85.000, thun cúc chất tăm dưới 60 cân. Áo xanh bỏ ghế á, áo xanh bỏ ghế. Đây là bộ dập ly. Cái này em mặc nó là bộ dập ly chị ơi, bộ dập ly 170 nhá. Bộ dập ly 170 có dây tăng đơ điều chỉnh dài ngắn, mặc đi biển siêu đẹp luôn, mặc đôi, mặc cặp, mặc theo nhóm nhá. Đây các chị này, có dây tăng đơ điều chỉnh này, quần là quần có hai lớp, quần dập ly form rộng hàng loại 1 nhá các chị nhá. À nó là váy à? À nó là quần. Nhưng mà quần nó rộng, nó như kiểu cái váy ấy. Nói chung là cái hàng này hàng loại 1 các chị ơi. 170 nhá, 170.000. Đấy, bộ dập ly này, 170. Đấy, rồi em qua mẫu nhá. Áo bạc từ lên bảng màu áo mặc đã. Đợt này Covid xong nó cứ kiểu như đơ ơi. Chị Nguyễn Hương em xin số. Phạm Hoàng em có thấy nhưng nó bị ẩn comment chị ơi. Trang Nguyễn em chốt đơn nhá, quần phồng có. Chị Vi Phan em chốt đơn, trễ vai hồng bo chun thì Thuy Thủ và quên Thanh Thủy. Đây nó bị líu hết cả mồm. Lấy xanh cổ sen ok chị, áo xanh cổ sen kia của em là 140.000, em về đủ màu rồi, xanh trắng đen nâu về đủ màu. Áo mặc đem dơ bảng màu, áo mặc các chị ghi là áo thun cúc cho em, mặc rất là tiện lợi nhá. Có cúc này, cúc thật các chị, là mình đang cho con bú mình vẫn có thể là mặc được bởi vì là nó cúc thật. Đấy sale các chị là 85.000. Đấy, áo cổ sen kia em về đủ màu rồi các chị ơi. Nó bị ẩn bình luận mọi người ạ. Áo mặc của em 65 cân thoải mái vừa nhưng mà nó hơi ôm. Ok, Linh nhá, áo xanh và nâu từ để em tí. Ui nhưng mà không mặc kiểu chị bên mặc size L vẫn còn hơi chật đây này. Đợt này bụng chị nó to lắm mà nó kiểu hay ăn đêm nhiều ấy. Đợt này tăng cân dã man luôn. Đây, siêu giãn các chị ơi. Đây nhá, áo em mặc cho các chị test thử độ co giãn của nó. Nhưng mà chị mặc được ôm thì chị áng đặt. Chứ còn 65 cân là mặc nó sẽ ôm ship vào người đấy. Nhưng mà nó có độ co giãn rất là nhiều nên mà nó không có khó chịu đâu. Nó giãn thoải mái các chị nhá. Đây, siêu co giãn luôn. Con này có chốt dưới 60 cân nhưng mà chị nào 65 cân mà mặc được dáng ôm thì các chị vẫn cứ đặt. Con này nó khá là giãn nhiều. Quần tác ta cúc hai bên túi với á. Cái quần góc kia, quần đấy còn mỗi size nhỏ thôi em ơi, có một SM tầm dưới 53 cân, dưới 50 cân thôi. Ok, Huệ Nhạn rồi. 60 cân vừa size M chị ơi. Áo xanh cổ sen tím lên cho. Áo thun cúc ok, thun cúc này của em là 85.000 nhá các chị nhá. Em mặc nó là màu nâu. Đấy, đây là màu rêu các chị ơi, em giơ bảng màu nhá, màu rêu này. Ẩn bình luận không đọc được. Chị ơi mai nhân viên gọi chị nhớ nhắc nhân viên nhé em nhá. Rồi ạ, màu cái gì nhỉ? Quần phồng có trắng không có em ơi, thun cúc đen, chị Trang Võ lên số đi ạ, thun cúc đen này. Đẹp nhở. Cái này mặc màu đen thì mặc với quần bò là quá đẹp luôn. Em mặc là màu nâu ấy chị nhá, màu nâu. Áo thun cúc này của em là form dài, hàng dưới 60 cân mặc đẹp. Còn 65 cân nếu mà chị nào cao thì vẫn mặc vừa nhưng mà nó sẽ bị ôm, nhưng mà nó là hàng siêu giãn nên các chị mặc ôm được thì các chị cứ đặt thôi. 85.000 các chị ơi. Đây, cái này của em nó là màu vàng này, màu vàng rất là trắng da luôn. Ghi là áo thun cúc cho em 85.000 nhá các chị nhá. Thun cúc 85.000 và đây là màu hồng. Đây là màu hồng các chị ơi. Đây là màu hồng nhá. Đấy các chị nhìn cái chất tăm này, eo nó giãn mặc sờ nó mát lịm luôn, mặc sướng lắm. Cái này mặc mùa hè gọi là không bao giờ sợ no nóng luôn. Ok chị nhá, quần một lớp còn chị ơi, còn. Ok chị Trần Yến này, thun cúc chị Diệp Hiền lên số chị ơi. Lê Hằng em chốt đơn, áo hồng trễ vai kia là 105.000. Màu hồng em đang còn có 5 cái thôi các chị ơi. Đấy, đây là màu chết rồi, đây là màu vàng, màu bò chị nhá. Đây là màu bò em mặc là nâu, đây là vàng bò nhá. À đây gọi là bò thôi, gọi là màu bò thôi. Màu bò chị nhá. Tự nhiên em lại đang nói vàng có rồi này. Không biết đặt màu gì nhỉ? Đây gọi là màu bò cho em đi, màu bò nhá. Em mặc là màu nâu, bò này, đen này, hồng này, vàng này, rêu này. Đẹp lắm các chị ơi. Cúc nó là cúc gì nhỉ? Cúc khâu chắc chắn 85.000 à. Chị áo cưới đi nào, ok chị rút sườn có màu gì á? Rút sườn có nhiều màu lắm, tí chị lên bảng màu cho. Ok, La Bi Út Khẩy nhá. 85.000 thôi ạ. Đẹp lắm các chị ơi, thật sự luôn. Đợt này em bán các chị giá rất là rẻ để em lấy tương tác.
hôm nay nó hơi mất tương tác, và em biết là hôm nay đầu tuần là kiểu gì cũng sẽ mất tương tác, nhưng mà em vẫn cứ bán rẻ cho các chị thôi để mọi người biết đến em mua thử hàng để trải nghiệm nhá. Mua thử một lần để xem là với cái giá tiền có mấy chục nghìn các chị mình nhận hàng nó có xứng đáng không, có đúng là bên ngoài bán hơn trăm hoặc là tầm 300-400 không. Em chỉ dám so với hàng hơn trăm thôi, em bán tầm 80-90 thì người ta bán tầm 300-400 em thật. Trong chợ sinh viên không nói gì, em bán ở ngoài mặt phố nhá, em vào trong chợ em đi khảo, em gọi là em đi chơi thôi, em vào đấy em khảo giá, đi vào mấy cái shop quần áo nhá, em nói lãi nó toàn lãi, tức là nói thách ý, nó toàn nói thách chị nào không biết mặc cả, là đây ví dụ nhá, nó báo cái quần là 220 mà em bảo là 140-150 rồi đấy, bán luôn, không có lăn tăn, bán luôn cho túi luôn đấy. Em mua em vào đấy nó nói thách nhiều lắm, nên các chị mình mua chỗ nào nó mà giá liêm yết mà giá nó cố định ấy thì các chị không bao giờ sợ mà lo đắt, còn những cái chỗ nào mà ra ngoài shop, ra ngoài chợ nó là thách nên các chị không biết mặc cả đâu đấy ạ. Con này của em là màu rêu nhá, 85.000 thun cúc, con này dưới 60 cân, 40-60 cân, hàng siêu co giãn đấy, hàng cúc thật nhá. Cúc thật tháo ra được, à thôi chết, em nhầm nó là cúc may liền, em xin lỗi nhá, đây hỏi cúc thật đâu, em nói là cúc may liền đây ạ, nó nhìn như cúc thật ý, đây nó vẫn có lỗ nhưng mà nó là nó may liền luôn rồi. 85.000 màu vàng thun cúc, 85.000, đây là màu bò các chị nhá, màu bò cứ rẻ đẹp là các chị mua thôi, mình theo thôi, cứ mua một lần nếu cảm thấy ưng thì các chị theo. Ok, Nguyễn Long sẽ vai kia, em nhiều màu lắm, 105 thôi ạ. Đấy các chị mua con này em thề luôn, bên ngoài các chị mới mua tầm khoảng 120-130 là rẻ. Em bán ở shop đã bán 120-130 rồi. Chứ bán livestream mới bán giá này thôi, chứ bán ở shop mà bán như này không còn lãi luôn ý. Cảm ơn chị La Bi Út Khỉnh nhá. Đây, có những chị theo em tận mấy năm, chị La Bi Út Khỉnh em mua nhà em tận mấy năm rồi đấy. Có những chị mua nhà em từ năm bắt đầu em bán livestream, em bán từ năm 2018. Có những người mua từ năm 2018 đến bây giờ. Em bán quần áo từ năm 2015-2016 rồi cơ. Nhưng mà bán livestream thì bắt đầu mới từ năm 2018, mới có 4 năm thôi. Đấy các chị, mình có những chị theo em tận bây giờ luôn, để mọi người biết là như thế nào nhá. Em phải bán hàng như nào người ta mới theo lâu như vậy. Rồi tiếp một cái mã thun nữa này, thun túi các chị nhá. Thun túi và cổ vuông. Đây. Quần đùi bò rách kia nhỉ, không có 60 cân. Con đấy tầm 53 cân thì toàn size bé. Ok, chị Đặng Mai, màu bò á. Rút sườn để em mặc lại cho màu bò đây chị ơi. Cái này là chị không thể nào chọn màu bằng kiểu như em mặc lên người đâu. Chị chọn là chị phải chọn theo cái màu mà chị ưng. Đấy, chứ còn nếu mặc em mặc lên người, da em nó khác da chị. Nhiều khi là mặc lên em mặc thì nó đẹp, nhưng mà chị mặc lên thì nó lại không đẹp, hay là em mặc lên nó không đẹp nhưng chị mặc lên đẹp chẳng hạn. Nó khó lắm đây các chị, là mình cứ thích màu nào là các chị chốt màu đấy thôi. Em mặc thì em chỉ thường em chỉ mặc 1-2 màu để các chị chốt, gọi là mình xem form thôi, chứ còn em không mặc đủ màu được. Đây màu bò đây chị nhá. Đấy, thun cúc nhá, hai bên lắp túi này, đây hàng cúc này, xinh lắm, bên ngoài đẹp hơn, đợt em béo, các chị nhìn mỡ này. Rồi em không biết làm kiểu gì cho nó giảm cân bây giờ, ngày xưa gầy. Cảm ơn Điệp Xuân nhá. Mua, ok chị Trang Trần, dựa bên kia mới về cái hàng trễ vai, xinh lắm các chị ơi, trễ vai hoa hồng kìa, dập ly xinh lắm, mà có bao nhiêu, 105 thôi. Đấy em nay bán cho chị toàn hàng rẻ, toàn hàng có mấy chục nghìn hoặc là hơn 100.000. Đây em về các chị một cái mã tiếp theo là thun túi. Đây là thun túi, kia là thun cúc và đây là thun túi cho em nhá. Nó có cái túi này, túi thật nhá mọi người. Con này cũng 85.000 luôn đi. Hôm nay là em gọi là em hôm nay kiểu bán vui vui, thật là hôm nay bán không cần lợi nhuận đâu. Bán gọi là bán để lên đủ ca các chị mình tương tác mình mua ấy thôi. Áo zig zag là 115, hôm nọ bán 119, hôm nay xem 115, nhưng hôm nay em sale cái gì cũng rẻ. Đây các chị ghi mã hàng là thun túi cho em nhá. Eo đời để béo quá. Tôi để em béo quá, mặc đồ lên nó chả đẹp gì. Ngày xưa có 47-48 cân, bây giờ 53-54 cân. Sợ thật. Không mặc đủ màu đâu chị ơi. Cứ thích màu nào cho thôi, màu vàng em nó thật em ướm thôi. Chứ mặc lên thật sự là mặc lên da em nó cũng không phải là da đen, em cũng gọi là nhiều người bảo da em trắng ấy. Đấy, nhưng mặc những cái tông màu này như các chị mình phải theo da của các chị cơ. Đấy nhá, và các chị thích màu nào cơ. Màu vàng này em nói chung là em mặc em không thích mặc màu vàng vì nó là tông xám, mặc lên nó béo lắm, em không mặc đâu. Em chỉ mặc màu đen, màu rêu thôi. Em chỉ là người em chỉ hợp mặc những cái màu nhỏ thôi. Nên là những cái màu tối thôi, chứ em mặc những cái tông màu sáng em ngại lắm, kiểu nó bị béo ấy. Các chị mình nhớ là mình chọn màu mình cũng phải nên chọn những cái tông màu nó phù hợp với dáng người. Nếu mà mình gầy thì lấy những tông màu sáng, đừng lấy màu đen. Lấy tông màu sáng, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu be chẳng hạn, những cái tông màu sáng. Đấy, còn những chị nào mà béo ấy, mà người đậm người như em ấy, thì các chị lấy những tông màu đen là dễ mặc nhất, là rất là gọn người. Đấy, cái tông màu rêu này cũng sáng, các chị ghi mã hàng là thun túi nhá. Đây, cái này cúc thật này.
Đây là cúc thật. Em nhầm sang cái mã này. Đây là cúc thật nha các chị nhá. Sale các chị giá chỉ có 85.000 thôi. Đây cúc thật nha mọi người ơi. Em mặc là màu rêu nhá. Đây là màu đen thun túi, chất liệu vải thun tăm. Nói thật cái chất này mặc sướng lắm mọi người, mặc nhẹ tênh luôn. Đấy 85.000 nhá. Em mặc à, đây là màu trắng này các chị này. Cứ lên số đi. Em mặc là thun túi nhá mọi người ơi. Sơ mi kẻ này. Rồi từ từ đấy tí. Áo cộc tay đằng sau. Rồi ok chị nhá. Thun túi và thun cúc. Đây là thun túi này, nó có cái túi này. Đấy còn kia là thun cúc. Đây màu be các chị này. Chất liệu rất là đẹp các chị nhìn cái form áo nha em nhá. 85.000. Đây cái form áo đây các chị. 85.000 thôi. Chất liệu vải thun tăm siêu đẹp luôn. Đây là màu nâu. Cái này nó hơi ít màu, màu nâu này. Em mặc thử màu nâu, em mặc là màu rêu. Màu rêu cực kỳ trắng da nhá, cực kỳ tôn da. Nên các chị thông cảm những cái tông màu sáng, ví dụ là vàng, trắng hay là hồng cái gì đấy. Em không thử đâu, em mặc lên người em ngại lắm, em không cần tự tin. Tại vì là em đợt này em hơi bị tăng cân, người em nó hơi béo. Mặc đồ lên á, nhìn xem livestream lại nhìn chán hẳn luôn. Người á nó lòi cả mỡ ra. Mặc đồ ngại chết đi được luôn các chị ơi. Đấy, em mặc các chị ghi là màu rêu nhá các chị nhá. Đây màu rêu đấy ạ. Các chị ghi mã hàng là thun túi cho em đi. Đó, ok chị nhá. Lên số là có đơn 85.000. Đây, con này em mặc thử các chị xem màu này, các chị mặc đi làm, mọi người mặc với cả quần bò này hay là mặc với quần baggy hay là quần sock, mặc nói chung mặc đi đâu cũng được. Này rất là dễ mặc, đặc biệt là chất rất là đẹp nhá mọi người. Chất là chất liệu vải thun tăm siêu đẹp luôn. Ok rồi chị Toán Vi, đây là thun túi 85.000, đây là túi nhá các chị nhá. Béo nhở. Rồi tóc đâu rồi. Nói nhiều quá tóc bay cả vào mồm. Đấy, màu nâu này, màu rêu này, màu be này. Thun túi ạ, 85.000 các chị ơi. Áo hồng phía sau 105, 62 cân vừa chị ơi, nhưng mà chị có mặc được ôm không? Nếu mà chị 62 cân lấy màu đen. Con này của em là 65 cân vẫn vừa luôn. Em nói thật 65 cân vẫn vừa nhưng không dám chốt xa bởi vì sợ các chị mặc lên nó không đẹp. Mặc vừa thì có vừa nhưng mà sợ nó không đẹp thôi. Nó giãn rất là nhiều chị ơi. Chị có mặc được dáng ôm không? Nếu mà mặc dáng ôm chị cứ đặt thôi, còn nếu mà không mặc được ôm thì các chị lấy sang cái dáng form rộng. Nhưng mà con này khách nhà em sợ hàng ngày, khách nhà em đến 65 cân vẫn vừa. 60 65 cân vẫn thoải mái vừa, nhưng em chốt 60 cân để cho các chị mặc đẹp. Mua về mặc vừa là một chuyện nhưng mặc lên nó phải đẹp, chứ còn nếu các chị mặc lên nó như bó giò thì nó không đẹp. Đấy, nhưng con này siêu giãn luôn. Ok chị Labi rồi nhá. Màu đen thun túi này, màu trắng này. Cho các chị nhìn cận chất nhá, chất liệu vải thun tăm nha mọi người, nhìn chất này. Rất là đẹp luôn. Đây nhá, màu trắng này nó để ẩn bình luận. Ok chị cứ lấy đen thì lên số em số chị ơi. Cứ lấy đen những cái tông màu tối, đen này, nâu này. Đấy, những cái tông màu tối, cái này hàng siêu giãn chị ơi. Nó giãn nhiều lắm chị nhìn này, cái độ co giãn này. Nhưng mà nó sẽ mặc bị ôm. Nhưng mà bản chất của nó là dáng ôm rồi. Đấy, chị mặc được ôm thì chị đặt, chúng sợ là mặc nó khó chịu. Nhưng mà cái này là siêu giãn không. Nếu nói về khó chịu thì không có, bởi vì nó rất là giãn. Nhưng mọi người ok rồi chị ơi. Ô, tự nhiên mất nhạc. 85.000 thôi chị ơi, em qua mã nhá. Tự nhiên chị thấy im lặng. Đấy màu be các chị này. Em mặc là nâu, be này, rêu này. Đây là thun túi mọi người, thun túi nhá, 85.000 thôi. Rồi, em qua mã. Con này là thun cúc. Chị nào mình chưa chốt mình chốt thì đây là thun cúc nhá. Thun cúc đen này. Cứ lấy màu đen là cái tông màu dễ mặc nhất. Cái chất này mặc sướng lắm chị ơi, nó giãn nhiều lắm. Màu hồng này, đây là thun cúc nhá mọi người nhá. Đây là cúc này. Nó toàn là những cái cúc đá này, thun cúc. 85.000. Nâu. Nâu các chị ơi, 85.000. Vàng. Vàng nhá các chị nhá. 85.000. Đấy ai lấy các chị ghi là thun cúc. Với cái màu nữa là màu bò nhá mọi người. Đây là màu bò. Thun cúc ạ, 85.000 màu bò cho em. Màu bò. Rồi nhá, em qua mẫu chân váy dài hôm trước hết rồi chị ơi. Ok, Hoa Quỳnh Anh nhá. Cứ lên số là có đơn chị ơi. Đây các chị mặc thả ra nó là dáng dài như này. Nó chất liệu vải tăm. Để các chị mình mặc sơ vi nóng thùng vào nó sẽ đẹp hơn. Được chưa các chị? Đẹp lắm mọi người, chốt đi. Vòng long đeo là 69.000, à quên 49.000. Dây chuyền chữ H mọi người nhá. Hàng titan bảo hành 1 năm, không bay màu, không han gì. Đấy, thun túi, em quên một cái mã nữa các chị này. Hôm nay toàn áo thun thôi. Hôm nay em like toàn áo thun thôi các chị ơi. Đây là con cổ tim cho em. Áo kẻ cổ tim. Con này của em là xem mọi người là 75. Toàn mấy chục nghìn, à toàn 60-70.000, 80.000 các chị mình nhận hàng. Các chị mình cứ cảm nhận hộ em nhá. Cái giá tiền nó thật là quá xứng đáng luôn. Áo xanh kia là áo em bán mấy lần tím lên. Áo gáp của em làm sale các chị trên like là 45.000, 90.000 hai cái. Em bán được này hôm nay bán không cần lợi nhuận vì em đang cần tương tác thôi. Hôm nay hơi Facebook nó hơi mất tương tác. Đấy các chị thấy view lướt xem nó rất là kém. Nên là thôi em hôm nay chấp nhận là hôm nay đầu tuần.
Ok, anh Kim nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ like hộ em với nhá. Cho em xin 1-2 nút chia sẻ lấy tương tác nha các chị ơi. Em mặc các chị ghi là áo cổ tim. Nó là dạng một con áo kiểu áo thun kẻ, tay hến, chất liệu vải xước nha mọi người nhá. Mặc rất là mát. Áo cổ tim dáng trơn, dễ mặc, đơn giản. Hôm nay tại vì hôm nay em cũng đang bị đau đầu quá. Cố lên đấy, tại vì hôm nay hàng về quá nhiều. Chứ còn nếu mà không like để nó dồn vào ấy mất. Chốt rồi, em mới cứ lên số là có thôi. Không đọc tên đâu, bị ẩn bình luận đọc tên đâu. Áo trắng sát lách sau lưng đấy là áo hoa trà. Bây giờ em sẽ mặc thử sang áo hoa trà đấy ạ. Đấy, bây giờ càng ngày nó càng tụt view này. Em thoát ra lại nhỉ, trưa này như này là hôm nay lại giống như mọi hôm là nó bị ẩn bình luận, là nó hay bị mất tương tác ấy. Quần sóc sau lưng cái đấy em không bán, có chứa quần sóc trắng nên em bán thôi, còn mấy cái em không bán. Em sẽ like hết một lượt áo thun xong em thoát ra vào lại nhá, tại vì cái Facebook lượt này nó đang bị ẩn các bình luận không đọc được. Có mỗi thế chị mỗi chị đang bị ước khỉnh, lấy là comment thấy mỗi chị đang bị ước khỉnh. Kẻ cổ vét đen gây cẩm tú nhá, 109.000. Ok, Trang Huỳnh, quần sóc lưng chun hết hàng chị ơi. Sóc lưng chun em chỉ ấy thôi. Áo yếm văn, ok, cẩm tú. Đây, các chị nhớ mã lên đơn với con áo yếm các thứ lên đơn em. Em mặc các chị ghi là áo cổ tim nhá. Cổ tim mặc là các chị ghi là áo cổ tim đen. Đây là cổ tim xanh, 75.000. Con này siêu siêu đẹp luôn, thật sự luôn. Em áo em ưng nhất là chất vải. Kiểu dáng nó đơn giản thì ai thích ưa, kiểu các chị yêu thích kiểu đơn giản thì các chị chốt thôi. Đấy, đơn giản như này thôi, cổ tim đơn giản này thôi, mặc lên các chị mặc rất là ấy nhá. Mặc quần bò nhá các chị nhá. 75.000. Sóc lưng chun thì em chỉ có mấy quần sóc lụa hay là sóc vải thôi, chứ em không có sóc bò lưng chun. Áo cổ tim 75.000, chị cầm thú em chốt đơn rồi chị ơi. Cứ lên mã kèm số điện thoại là có đơn. Đấy, cổ tim, cái này của em là, đây là màu nâu nhá. Các chị ghi mã hàng là áo cổ tim. Cái này là áo cổ vuông này của em là 69.000. Hôm nay cái gì cũng rẻ mọi người ơi. Áo gáp đây chị ơi. Cái đống này là đống gì? Đây là áo rút sườn nhá. Đây là áo rút sườn cho em 85.000. Mọi người tương tác cho em đi, em đỡ phải thoát ra vào lại nó các chị. Ở đợt này Facebook nó mất tương tác này. Kiểu gì cái like đầu tiên nó cũng sẽ bị mất tương tác, like thứ hai bắt đầu nó mới lên. Đấy ạ, cái này của em nó là màu trắng. Đây là áo rút sườn các chị nhá. Đây là màu be, áo gáp em có áo gáp là 45.000, 90.000 hai cái. Đây. Đấy, áo rút sườn các chị ơi. Áo rút sườn em vừa bao nhiêu nhỉ? 85. Đây các chị nhá. Rút sườn 85 này. Đấy, màu nâu bò các chị này, màu bò nhá. Áo rút sườn cho em 85.000. Rút sườn 85 các chị ơi, chia sẻ like của em với. Ok, Vi Fan nhá mọi người, áo cổ tim là 75. Cổ tim 75 nhá các chị ơi. Chất đẹp lắm mọi người, nhận hàng mình cứ kiểm tra hàng thoải mái chứ nhận cho em. Đây là màu vàng nhá mọi người, màu vàng. Áo gáp đây, em lên áo gáp nhá. Em mặc các chị là cổ tim đen. Em mặc thử sang màu vàng, màu nâu ấy, mọi người chốt. Áo em đang chạy số lượng. Cái này của em là dưới 60 cân nhá. Chất đẹp lắm, mịn thật, em ưng chất. Các chị nhìn cái tem mác này. Có cái áo là 75.000 nó xịn sò như này không các chị. Trang cái gì đấy ạ? Chị Hoài Mi Phạm á, để mai bảo nhân viên nó kiểm tra đơn nhá. Ok, áo cổ tim chị Anh Kim chốt đơn này. Rút sườn cho chị Giang Bảo, rút sườn là 85, dưới 58 cân, 57-58 cân. Cái này nó form hơi bé, nó giãn nhưng mà form hơi nhỏ. Đây, cổ tim kẻ nâu này. Cái này là form, nó form cũng khá rộng rộng đấy ạ. Đem mặc nó không bị bó đâu. Đấy, đơn giản nha các chị nhá, mặc với quần sóc. Đấy, các chị mặc mình Servin đóng thùng vào cho em, là cứ Servin đóng thùng là bao giờ mặc đi chơi nó cũng rất là đẹp, rất là gọn gàng, trẻ trung. Đấy các chị nhá, áo cổ tim ạ, xinh nhở. Em thấy cái áo này đẹp cực, đơn giản nhá, nhẹ nhàng. Đấy, tay hến nhá các chị nhá, kiểu tay hến. 75.000. Ok, gửi hàng chị chưa, chị nhân viên chốt đơn thì là đi hàng rồi chị nhá. Ok, cổ tim này, đây là màu vàng các chị nhá, cổ tim vàng này. Và đây là cổ tim xanh, em mặc thử màu xanh với màu vàng nốt cho các chị ngắm này. Dễ mặc đồ lắm mà đẹp cực luôn các chị ơi. Đấy, dễ cực, 75.000 nhá, rất là đẹp luôn. Chất rất là đẹp, em cứ ưng nhất là chất vải. Giá tiền thì nó thật là quá là rẻ luôn rồi, không phải lăn tăn về giá rồi. Đấy. 75.000. Đây em là màu xanh, đau đầu quá. Màu xanh đó chị ơi. Cảm ơn chị Quách Trinh nhá. Cổ nhọn xanh cốm á. Cổ nhọn xanh cốm là cái mã nào em không nhớ. Ok, chị Vi Fan rồi. Áo hồng treo bao nhiêu? 105 chị Hoài Mi Phạm ơi. Đây, con này em là màu xanh này, các chị đẹp không ạ? Đấy. Đấy các chị thấy không? Không hề hở nhá, cổ tim nhưng mà nó không hề bị khoét sâu. Em lên áo gáp nhá. Lên áo gáp, sau đó cái like thứ hai em sẽ tắt đi, em vào lại em sẽ lên các chị mấy con áo kiểu. Các chị thống nhất là như thế nhá. Vì hôm nay Facebook này nó hơi bóc tương tác, kiểu này phải tắt đi vào lại nó mới lên được các chị ạ. Ok các chị ơi, 75.000, các chị nhìn chất này. Thật sự nhìn chất, nhìn tem mác hộ em nhá.
siêu đẹp luôn. Với cái giá tiền này các chị nhận hàng cũng không thể nào mà chê được luôn. À đây, áo rút sườn em có cả màu rêu các chị này. Rút sườn màu rêu này, con rút sườn này của em cũng là hàng siêu co giãn nhá. 85.000. Nhưng mà cái loa phong ôm ai gầy gầy tầm 4 mấy cân mặc nó mới rộng được, chứ còn nếu mà như tầm 50 mấy cân, 54, 55 cân như em thì sợ không vừa. Sơ mi trắng nơ kia bao nhiêu? Sơ mi trắng nơ á. Cái mà kia 129 nha, hoa trà chị ơi, 129. Cái màu đen. Con này con rút sườn cho em. Em lên con áo gáp nhá, lên nốt áo gáp sau đó em sẽ lên với con áo kiểu. Đây áo 69.000 đây chị ơi. Chị BB xinh em xin số với. Cái áo hoa đen đấy gọi là áo hoa trà chị ơi. Đây áo hoa trà 129.000. Áo hoa trà đây chị ơi, 129.000. Tím sẽ mặc sang cái line thứ hai nhá. Đây màu be, màu xanh đẹp lắm các chị ơi, 129.000. Em mặc các chị lên à, đây áo 69.000 đây chị ơi. Áo 69 các chị yên đơn, em mã hàng là cổ vuông. Đây là cổ vuông be 69.000. Ok chị nhá, Lan Trinh em xin số điện thoại các chị cửa hàng, em xin số nhá chị ơi. Quần mặc của em bao nhiêu? Quần mặc của em là quần mặc của chị á, 130 nha em ơi, quần Mickey. Đây quần Mickey 130 nhưng mà đang còn S với L thôi. À còn ML hay SL, nói chung là còn hai size thì lấy một gì về chị bán được. Đây có mấy con quần này đẹp này các chị này. Mấy con quần này các chị nào thích kiểu trẻ trung này, mọi người mặc cái quần này mặc ở nhà, mặc đi tập này. Quần rút dây nhá, quần rút dây, sóc rút dây. Quần này của em là 85.000 một quần. Sóc rút dây 85.000. SML, XL, à SML quên, xinh lắm. Cái này em thấy đang hot này. Đấy, sóc rút dây nhá mọi người, 85.000. Đây. Đen và xám sóc rút dây 85. Ở bình luận không đọc được các chị ơi. Em không nhớ à, cái set đấy của em là hàng 201 nhưng mà em lại hôm nay không có like mất rồi chị ơi. Em mặc các chị ghi mã hàng là cổ vuông đi các chị. Đẹp nhở, nhưng mà tội hơi béo, đời em béo quá. Hôm nay không có đeo ghen bụng. Nhìn mặc là hơi lòi mỡ đấy các chị ơi. Em mặc các chị ghi là cổ vuông 69.000 đi ạ. Xinh lắm mọi người, cổ vuông 69.000. Em mặc là màu be. Ok chị rút sườn, sóc rút dây của em á. 85k ML. Đây ạ. Cái này mặc kiểu mặc ở nhà, mặc áo hai dây đấy, nó kiểu nó hơi trẻ trung một tí các chị ạ, mình mặc nó hơi sexy đấy, nhưng mà không ngắn đâu. Cái này mình không thích mình tháo dây được. Đây không thích mình tháo dây ra hộ em nhá. Đây. Đấy, rút dây tháo dây ra thành cái dáng thường. Đấy, chị nào mình thích mà nó hơi ấy, nói chung là kiểu nó thế rồi. 85.000. Ok chị nhá, cho em bị ở bình luận. Ok chị cứ lên em xin số nhá. 60 cân mặc L chị ơi. Cổ vuông nhà em là 69.000. Em mặc các chị ghi mã hàng là áo cổ vuông 69.000. Đây sóc rút dây 85.000. Cái này là cái mình các chị thích ngắn hay dài là mình điều chỉnh cái phần rút này này. Đấy. 85.000 cái này mặc lên nó em thấy không hở đâu, nhưng mà em rồi em béo ngại thử quá. Cổ vuông em mặc là 79 là áo xanh dưới ghế chị bỏ áo á. À đây á. Cái này là set dập ly em ơi, đây là set dập ly. Set dập ly là 170.000. Cái này hàng loại 1 nhá, quần các chị nhìn cái form quần này. Đẹp không ạ? Đấy có hai lớp nhá các chị nhá. Bên trong lớp lót bên ngoài lớp van rất là đẹp. Hàng loại 1 trong chợ giá buôn đã hàng 20 rồi đấy. Quần rút dây 60 cân mặc L chị ơi. Sóc bò hôm nay chị không like mất rồi, sóc bò hôm nay đợt này nó hàng Quảng Châu nó về ấy lắm, nó về nhỏ giọt lắm. Em like thật, em không vừa hôm nay lấy sau hôm sau đã hết hàng rồi, em lười lắm. Rồi em đây nhá. Em mặc các chị ghi là áo cổ vuông đi ạ. Cổ vuông 69.000. Em lên áo hoa trà nhá, cổ vuông 69.000. Em mặc là be, đây là nâu và đây là đen. Màu trắng thì hết rồi, màu trắng em còn có một cái thôi, hết rồi. Đây ạ. Cổ vuông mọi người nhá. 69.000. Đây. Hàng này em dưới 60 cân siêu co giãn luôn. Rồi qua mẫu các chị ơi. Quần sóc một lớp á, sóc một lớp là sóc ấy thôi chị. Có quần tác ta với cả quần xốp thôi. Thì là 69.000 một quần. Đây. Đây các chị nhá, siêu giãn luôn nha mọi người. Em mặc các chị ghi mã hàng là áo cổ vuông ạ. Xem mọi người giá là 69.000 một áo thôi. Chất đẹp lắm các chị ơi, 69.000. Xếp dập ly vừa dơ 170 nha chị bạn ơi. Chị Thanh Thủy của ok chị áo rích rắc sau. Bây giờ em lên đi ạ. Đây. 170 hàng loại 1 có dây tăng đơ điều chỉnh dài ngắn. Nói chung là em chỉ bán hàng loại 1 thôi. Những cái hàng nào mà hàng loại 2 đẹp em mới bán. Còn các chị thấy em lấy về em lấy cả hai loại, các chị tự mình tự gọi tùy tâm. Ai thích lấy loại 1 lấy. Thì loại 2 các chị đặt. Đấy em bán cả hai loại. Đây các chị nhá. Set dập ly có dây tăng đơ điều chỉnh dài ngắn, chất rất là đẹp. Hàng Quảng Châu nha các chị ơi. Cái quần dập ly của nó như là một cái váy luôn.
Ok, 60 cân lấy lời áo xanh bây giờ em mặc đây chị ơi. Ok, chị áo cổ vuông set dập ly này là trăm cổ vuông nhà em là 69.000. Đây các chị nhá, set dập ly này 170 các chị ơi. Đẹp lắm, cái này tím mặc cho. Lên áo gáp nhá, em thử các chị ơi. Em lên một cái line này, em line riêng áo thun. Sau đó em sẽ lên lên các chị, em tắt line đi và mở cái line mới là áo kiểu nhá. Vì hôm nay Facebook nó mất tương tác nên em sẽ line mà hai cái line. Đây. Đây là cổ vuông nâu các chị ơi, lên áo gáp mọi người, áo gáp 45.000. Ok chị Hậu Soda, áo cổ vuông nhà em màu trắng em còn một cái thôi. Đây cổ vuông này dưới 60 cân thoải mái vừa. Đơn giản đẹp mọi người. Như con áo này em bán được các chị 6 mấy nghìn, các chị mua bên ngoài bét nhất là tầm 100-120. Thật sự luôn. Nếu mà chất vải đường may đẹp như nhà em và hàng Quảng Châu giống nhà em, còn hàng may xưởng nó đầy. Form nhà em là form nó rất là rộng thoải mái nhá, form nó dài. Chứ còn nếu cái hàng mà nó nói chung nó nhiều loại lắm các chị ơi, mình không biết được đâu. Em đi lấy hàng nó cũng nhiều nhà sản xuất nhiều quầy ấy. Đấy, nó đến cả trăm cả nghìn quầy, đến rất là nhiều loại không phải một loại đâu. Nên các chị mình cứ mua nhà ai các chị thấy tin tưởng các chị mua đấy các chị nhìn. Form nó sẽ là form dài như này chứ không phải form ngắn lưng lửng ấy đâu. Đấy là có 69.000 cái áo thôi, chất liệu vải thun zip nha các chị nhá. Siêu co giãn luôn, dưới 60 cân. Đấy, 69.000 các chị ghi mã hàng cổ vuông. Áo hồng 105 chị ơi, tí em mặc vòng đang đeo này là vòng titan LV là 101, còn dây chuyền chữ H là 49.000. Dây nhà chị hôm nay về nhiều mã dây đẹp lắm, em có xem không? Dây nhà chị nhiều mã đẹp lắm. Đây. Dây nhiều lắm em ơi. Dây túi này. Dây túi này, 49.000 nhá. Dây đá vuông này, 49 này. Dây chữ H này. Dây la mã này. 49.000 một dây, dây chữ D này. À đâu? Chữ D đâu nhỉ? Đây là chữ D đây. 49.000 một dây. Có dây tim đá nhưng mà đang hết rồi. Ok rồi, quần xốp này em đây, quần xốp nhà em có hai loại, loại 1 đây. 69.000 một quần, 65 là cái hàng giá cũ rồi. Bây giờ lên giá rồi chị ơi. Bây giờ vải nó lên nên là thành ra là em bị nhập đắt hơn rồi, em phải tăng giá các chị ơi. 69.000 một quần nhá. Đây là loại 2 này, cũng là có size SML luôn, nó có một lớp thôi. Thì là 69.000, trước em bán 65 nhưng bây giờ lên 69 rồi. Cổ vuông mấy màu, à mày ơi, cổ vuông nhà tao có màu, em màu đang mặc là màu nâu nhá. Đây là màu be, 69.000 một áo thôi. Đây là màu be nhá mày ơi, màu be nhá và màu đen, hết trắng rồi nhá, trắng còn một cái thôi. Một cái không dám like, sợ các chị chốt là không có hàng giả, màu trắng đây. Còn mỗi cái màu trắng là hết rồi, một cái duy nhất màu trắng là hết. Đây là màu đen, áo cổ vuông là 69.000 một áo nhá. Em mặc các chị ghi mã hàng là cổ vuông. Cổ vuông ạ, 69.000. Rồi áo veo cổ dập ly hết rồi chị ơi. Cổ vuông trắng hết hàng rồi ấy. Ừ, nếu mà em thích thì chị gửi ảnh cho. Quần shop này của em là nó có hai loại nhá mọi người. Đây là loại 2 là 69.000. Loại 1 thì là 160. Đây loại 1 đây. Loại 1 nó sẽ là dày dặn hơn và nó là hàng 2 lớp các chị nhá. Đây bên trong này. Hàng 2 lớp là 60, à quên, 160 nha các chị nhá. Em qua mẫu. Ok, cổ vuông nhà 69.000. Em qua mã để lên con áo gáp nha mọi người. Áo gáp này mặc với chân váy đẹp hơn. À đâu, mặc với quần lụa cũng được. Hôm nay em đấy quá là lười. Áo gáp là 45.000 thôi ạ. Áo gáp nhà em đây sale rẻ quá trời luôn. Nhập buôn là 40, bán lẻ các chị 45 đấy. Các chị thấy có ai lãi mà lãi 5.000 nhà em không? Thật em bán này, hôm nay bán thì kiểu bán cho vui vui. Thế là lấy mà lãi này lấy đâu ra mà mấy bán bao nhiêu cái áo cho nó vừa tiền lãi bây giờ. Hôm nay em thật sự em bán các chị như kiểu bán cho vui. Để nhìn bụng mỡ này. Cái này béo quá. Không có điều các chị đâu, để em bị tăng cân dã man, nhìn bụng mỡ này. Nó lòi kinh. Không hiểu sao đợt này phải ăn cái gì mà sao nó tăng cân nhiều thế các chị. Tăng cân không giảm được. Ngày xưa em chỉ có 47, 48 cân, bây giờ hít lên dã man, thật mặc béo quá. Mặc đồ nó mất tự tin hẳn luôn. Để kiếm cái chân váy. Em mặc cái chân váy đi, chứ còn mặc cái quần này đen thùi lùi nhìn nó hơi xấu. Áo gáp 45.000 các chị ơi, áo gáp 45. Áo gáp nó là cái áo kiểu chất nó xước ấy. Nói chung áo đấy hot từ mấy năm trước rồi. Em mấy năm trước không có bán vì em không thích bán những cái hàng đơn giản. Đợt này năm nay em thì kiểu gì em lại thích bán những cái hàng đơn giản. Càng đơn giản em càng thích. Đấy, năm nay giở trứng kiểu thích bán hàng ấy. Mỗi năm một kiểu bán hàng khác nhau. Áo gáp 45.000, 90.000 hai cái. Các chị mua thử đi, chất đẹp lắm. Đây thì từ bản bình luận rồi. Của legging có á. Thế á chị. Ui. Em không thích lên cân đâu chị ơi, em đang muốn giảm cân nhưng mà không giảm được á chị ơi.
Mà rõ ràng là người em yếu lắm nhá. Đợt này em kiểu em hay bị ốm vặt ý. Đau đầu này, xong rồi đau đau bụng này, ho các thứ. Mà bao nhiêu bệnh vặt mà nó cứ tăng cân vù vù ấy. Đây áo gáp đây. Áo gáp đây các chị ơi. Áo gáp này của em là tầm 57-58 cân, mặc thì nó rộng. Còn nếu không là mặc sẽ ôm giống như em đấy. Thật ra nó không phải là ôm hẳn, nó cũng có độ thụng. Nhưng mà nếu mà chị nào mình 4 mấy cân mặc sẽ đẹp hơn. Áo gáp này của em là 45.000 một cái nhá. Đây nó sẽ trong cái cuộn như thế này. Nó có 7 màu. Bèo dập đi hết hàng chị ơi. Legging nhà em có hàng loại 1. Hàng loại 1 em bán là 119. Còn hàng loại 2 là 99. Nhưng loại 2 đang hết hàng rồi, loại 2 về đợi thông biên nó mở thì em mới có hàng có vải để làm. Đây. Đây áo gáp đây các chị ơi. Đấy, đây mặc áo gáp nó là có hai loại cổ nhá. Em mặc là cổ tin. Đấy đơn giản này thôi. Đơn giản rất là đẹp, tầm 57-58 cân là mặc đẹp nhá. Rồi để béo lắm Ngọc Vi, rồi tăng cân. Rồi này tôi tăng cân bà ạ. Mặt nó cứ ấy, chân tay người ngợm nó cứ toàn mỡ là mỡ mỏng mỏng ơi. Kinh quá. Rồi em tăng cân em phát sợ luôn. Đây áo gáp đi các chị nhá. Rồi này béo quá. Áo gáp nó trong cái cuộn như này. Có hai loại là cổ tròn và cổ tim. Các chị ghi mã hàng là gáp cổ tròn hoặc gáp cổ V đi. Đừng ghi tim, nó ghi là cổ V đi. Đây là cổ V nhá mọi người nhá. Gáp cổ tròn và gáp cổ V. Đây là gáp cổ tròn này. Em bóc một cái trong túi cho các chị xem chất nhá. Để mọi người biết là cái hàng 45.000 nó như thế nào. Áo gáp nhá mọi người. Ui dồi ôi, xinh cái lỗi gì bà ơi, béo lắm. Mũ thì phải tầm bao giờ nắng nắng. Tầm bình luận hết rồi. Đây nhá các chị nhìn nhá. Áo gáp này rất là dày dặn, cầm cái áo lên tay rất là nặng tay. Em thật rẻ thật. Nhưng mà đây em bán rẻ thôi. Nhập vào 40.000 là lấy số lượng hả? Mấy chục cái đấy. Cả chục cả trăm cái được giá này đấy. Còn nếu mà các chị mua lẻ trong chợ là nhập vào buôn tầm khoảng 50-70 tầm đấy mới được cái hàng chất đẹp như thế này. Các chị nhìn này. Đây nhá. Áo gáp mọi người nhá. Đây màu vàng này. Em bóc hết cho các nhiều, bóc lại cuộn vào hơi mệt nhỉ. Đây nhá. Áo gáp cho em. Đây các chị ơi. Áo gáp nha mọi người ơi, chốt cho em đi. Đẹp lắm ạ, màu hồng đẹp thế. 45.000. Áo có cổ có nha Huyền ơi, áo đấy tầm 178. Áo hồng bao nhiêu 105 chị ơi. Cánh tiên hở vai 180. Đây ạ, màu vàng các chị em dơ bảng màu nhá. Màu vàng này, màu be này. Màu hồng này. Màu hồng các chị nhá. Màu xanh. Áo gáp cho em ạ. 45.000 một áo. Màu trắng này. Màu đen này. Xanh lá cây. Đôi 4-6-7 màu. Mọi người lên đơn mã hàng là áo gáp. Đây hồng phấn nữa. Nó có hồng phấn với cả hồng đỏ đi, gọi là đỏ đi cho em. Đây nhá, em giơ lại bảng màu. Áo gáp 45.000 các chị ơi. Hồng phấn này. Hồng phấn này. Xanh này. Be này. Vàng nhá. Đỏ ạ, đỏ kiểu đỏ, không phải đỏ gạch đâu, nó kiểu đỏ hồng. Màu đen này, màu trắng á chị nhá. Áo gáp ạ, 45.000. Nếu mà ngày mai sẽ bán 49.000, hôm nay bán 45, ngày mai bán 49 nhá. Thế á chị, nhầm sai à chị. 45.000 một áo, sót xanh kia 120 chị ơi. Áo gáp mọi người ơi, em mặc nó là hàng cổ tim. Em lên áo cổ tròn các chị chốt nhá, mặc thử áo cổ tròn nhá. Đây, cái form áo thả ra nó sẽ như thế này. Con này tầm 57 cân, đây. Nó đơn giản như này thôi. Nó kiểu một cái áo thun này. Em mặc là cổ V nhá. Đấy, nó chỉ là một cái áo dạng áo thun đơn giản này thôi các chị ơi. Áo gáp đi mọi người ơi. Áo gáp cuộn đấy. 45.000 một áo. Đây con này nó là hàng cổ tim các chị nhá. Em thấy chất đẹp đấy mọi người, chất được. Đây nhá mọi người, 45.000 quá rẻ. Mặc thử con đỏ này. Chất rất là nặng tay, cầm nặng tay rất là mát. 45.000 cái áo nó là hơi đơn giản, trơn ấy. Thành ra là nó rất là dễ mặc đồ. Đây, em mặc đây là màu đỏ này. Kiểu đỏ nó hơi đỏ cam cam ấy. Đấy, không phải đỏ chóe đâu. 45.000 một áo á, chị ghi mã hàng áo gáp nhá, 45.000. Quần sóc có chị ơi, dây đeo cổ có chữ T không ạ? Nó chỉ có chữ này thôi. Ừ, cái đấy chị đi ảnh chị chụp cho. Dây đeo này 60.000. Áo cam chỗ em ngồi nó là set chị ơi. Áo gáp 45.000, 90.000 hai cái. Đây là set nhá chị ơi. Em chuẩn bị ăn tắt like vào cái like mới. Em like đồ áo kiểu quá chị nhá. Đây 170 ạ. Có dây tăng đơ và hàng hai lớp. Em mặc thử con gáp cổ tròn cho các chị để xem nhá.
Mặc thử một con gáp cổ tròn các chị ơi. Gáp cổ tròn mặc thử màu gì nhỉ? Màu vàng nhỉ? Mặc em mặc thử gáp cổ tròn màu vàng nhá. Đây, đây là gáp cổ tim. À cổ V. Gáp cổ V nó có hai loại cổ màu vàng rất là trắng da mọi người ơi. Đấy, các chị thấy không? Mặc đơn giản này thôi có 45.000 cái áo. Em nói thật chất đẹp. Em nói thật là chất đẹp các chị ơi. Em không nói điều đâu các chị. Mình cứ nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng đây. Cổ tròn này. Cái này tháo ra cuộn và hơi mệt. Vẫn cứ là những cái màu thế, đỏ, hồng đây nhá các chị nhá. Vàng này. Đỏ này. Hồng này. Hồng này. Be này. Be các chị ơi, có gáp cổ tim và gáp cổ tròn à, cổ V này, cổ tròn xanh này. À xanh xanh da trời, xanh ở nhỉ, xanh da trời. Đen này. Xanh lá cây này. Trắng nữa. Đây, áo gáp mọi người nhá, 45.000 một áo. Rồi em lên thử một con cổ tròn, em sẽ qua mẫu set hồng phía sau áo 105. Đây là cổ V, em lên thử cổ tròn nhá. Cổ V cổ tim cũng được đây. Cổ tròn đẹp mà các chị, cổ tròn cũng dễ mặc mà. Cổ tròn mặc thử cái màu xanh nhá. Đây, gáp cổ tròn đấy. Cái này các chị mình mua cho con thằng cu em lấy nó mặc được. Em mặc cho nó mặc cái áo cổ tròn hoặc cổ tim được, nhưng mà cổ tim nó chỉ là con gái thì mặc áo cổ tròn. Các chị mình mua cho mấy thằng mấy đứa kiểu mua cho con mình mặc cũng được. Đây là cổ tròn các chị nhá. Đây, gáp cổ tròn. 45.000 một áo ạ, 90k 2 chiếc. Legging có cái loại này tím dơ cho. Legging hộp. Gáp cổ tròn. Đây em mặc cổ tròn nó cũng đẹp mà. Đây các chị này, cổ tròn đây này. Đẹp mà, đơn giản mà các chị. Nói chung là dễ mặc lắm. Đấy các chị mặc với mặc đi làm. Mặc đi làm, mặc ở nhà, mặc quần sóc bò. Đây nó có độ co giãn. Đây mọi người nhá, đây gáp cổ tròn. Đây cổ tròn đỏ là như này. Hồi tháo ra là tí cuộn lại hơi mệt. Đây các chị nhá. Chất đẹp, rất đẹp các chị ạ, chất đẹp. Đây, đây là màu đỏ nhá. Đấy, gáp cổ tròn 45.000. Bây giờ sơ mi trắng, bây giờ em mặc đây chị ơi. Bây giờ em mặc sơ mi trắng đây. Hôm nay Facebook có mất tương tác quá. Em sẽ chuẩn bị tắt like vào một cái like mới là sơ mi trắng nhá. Bây giờ em sẽ vào một like mới là áo kiểu. Các chị vào lại luôn với em nhá. Đây, đây là gáp cổ tròn màu ấy, dưới 57 cân vừa các chị nhá. Đây, cổ tròn đây, màu đây màu đỏ này. Đấy, các chị thấy đẹp không? Đơn giản, em thấy đẹp mà. Đơn giản đẹp. Đây. Đang vướng cái ghế băng này. Đây các chị thấy không? Áo gáp mọi người ơi. Chất đẹp lắm các chị nhìn cận chất này. Em thấy chất được đấy ạ. Chất nó kiểu chất xước các chị ơi. 45.000 cái áo mặc rất là mát, không hề nóng đâu. Các chị nhận hàng kiểm tra hàng nữa. Ngày nào chị cũng đi mà. Ok hiền lương. Sơ mi kia là 129 ạ. Các chị lên đơn áo gáp đi mọi người. 45.000 một áo thôi các chị ơi. Áo gáp 45.000. Áo gáp 45.000. Không có túi nhỉ. Đấy, em mặc là cổ tròn. Rồi bây giờ em lên vào cái like mới, các chị vào lại với em đi. Vào cái like mới em mặc áo kiểu nhá. Mặc cho các chị sang áo kiểu. Áo thun sọc cổ tim đi á. Cái đấy của em là 75 chị ơi. 75 các chị ghi mã hàng là áo cổ tim. Cái kia các chị ghi là áo gáp nhá. Ghi bình như ghi rõ em là áo gáp nhá. Không nhầm đấy ạ. Đây chị ơi. 75.000 nhá chị nhá. 75.000. Rồi hôm nay lên bộ pyjama và lên áo thun là nhiều, áo kiểu cũng có, nhưng áo kiểu em hôm nay vẫn mã cũ luôn. Đây, em vào cái like mới em like áo kiểu nha, các chị vào lại luôn với em nhá, để em cho Facebook nó tương tác lên một tí. Đây nha các chị nhá. Nâu này. Áo cổ tim 75. Kia là ghi là áo gáp, gáp cổ V và gáp cổ tròn. Thôi gọi là cổ V cho nó tránh cái chữ tim thôi cho nó đỡ nhầm. Đấy, áo gáp mọi người chốt đi, đẹp lắm, em thấy thật cái áo này. Có 45.000 cái áo rất là xứng đáng đồng tiền, nó không có sai đâu nhá. Cái này là đánh dấu vào để biết là đâu là cổ tròn, đâu là cổ V, nó không có sai đâu. Ok rồi chị ơi, đây. Vàng này. Cổ tròn, cổ V. Đen, trắng. Be. Đây. Gì nữa nhỉ? Xanh. Hồng, à quên đỏ ạ, đỏ. Đây, đỏ nha các chị nhá. Và xanh lá cây. Áo gáp 45.000 một áo, các chị mua thử mà xem. Kiểm tra hàng trước khi nhận, thanh toán thoải mái. Kiểm tra thoải mái trước khi nhận. Đẹp thì các chị lấy, không đẹp thì các chị giả lại hàng cho em. Không vấn đề gì hết nhá. Cứ các chị thấy đẹp các chị nhận thôi. Em nói thật là không để chê được cái hàng này đây. Hàng này đâu. So với giá tiền của nó là quá rẻ luôn. Chất lượng quá là ok luôn. Lên áo kiểu các chị nhá. Bên các chị vào live mới hôm nay về các chị áo bò mã mới này. Hôm nay có mấy mã áo bò rất là xinh. Đây, bò đây, bò rút dây đây.
bò mặt cười đây, bò Mickey tím vẫn là những cái mã đang bán rất là đắt hàng. Bò hoạt hình. Đấy, những cái áo bò này đồng giá là 145 trừ cái mã rút dây. Mã rút dây là 160. Và cái mã này chấm bi là 160. Mã chấm bi này mã cực kỳ độc lạ luôn các chị ơi. Đấy, ok rồi nhá, chị Trần Trâm Vũ. Áo hoa laser em không like đâu, áo đấy hàng đắt em không like đâu. Em qua mẫu về lên các chị áo kiểu nha. Chị vào cái like mới cho em nhé. Em tắt like, vào cái like mới đi. Với hôm nay hơi mất tương tác. Vào cái like mới luôn hộ em với các chị ơi. Thoát ra vào lại luôn nhá. Gõ tên shop Hiền Dương vào lại luôn cái like mới hộ em nhá. Em tắt đây.